di chuyển vào nơi khu vực như thế này thì trước tiên bạn hãy quan sát thật kỹ. Trên 2 mét các bạn. Mình cột sợi dây nó giống như là cột trâu vậy đó. Cái cách là lại đàng hoàng hết. Cẩn thận những loài kiến nẻ, nó nẻ rất là đau nha các bạn. Thử thách bản thân mình trong vòng 5 ngày. Cả nhà nếu mà có xem được kênh Tiểu Thạch thứ hai, nhớ đăng ký ủng hộ tinh thần cho Lâm nha. Hello, chào các bạn. Hôm nay Lâm sẽ đi thử thách một mình sống trong rừng nơi hoang dã. Mà sự thật khu này là rất là hoang dã các bạn. Hiện tại bây giờ là hành trang của Lâm là đem đầy đủ. Nhưng mà để quay cho các bạn xem, vừa bước vào khu rừng này thì thấy có một xác của một con gắn đá lột vỏ rất là dài. Để quay cho các bạn xem nó dài khoảng chừng bao nhiêu mét nha. Nếu các bạn muốn thử thách giống như Lâm thì trước tiên hãy chuẩn bị sẵn cái quần nó hơi dày và dài, và lúc nào cũng phải có một cây dao để phòng thủ trước khi mình vào rừng nha các bạn. Đây các bạn, mới vào thì cái khu vực rừng này thì đã thấy một cái vỏ gắn nó dài tầm khoảng chừng cái này gần 2 mét các bạn ơi. Bắt đầu từ cái đuôi nè các bạn. Đây. Trên 2 mét các bạn. Đây các bạn. Đây là phần đầu của nó nè các bạn. Cái khu vực này xưa thì nó cũng có nhà các bạn, như có một cái lý do là người ta bỏ hoang luôn suốt cả mấy chục năm nay, cho nên chỗ này thì nó vắng vẻ lắm các bạn. Nhưng quan trọng nhất là đi vào nơi đây thì hãy để ý những ổ ong các bạn. Đây, vừa mới nói dứt lời xong thì các bạn thấy có một cái ổ ong nằm trước mặt của Lâm liền các bạn. Đây các bạn, cái ổ ong này đã dọn nhà đi nơi khác các bạn, không còn nữa. Nếu mà còn đi xớ quớ thì nó đánh chết các bạn. Ong này được gọi là ong nghệ các bạn. Thực sự là một nơi đây là một cái khu vực rừng dày đặc các bạn. Đây các bạn, cái lỗ này là cái lỗ từ trong cái ụ cỏ khô này, nó có một cái lằn bò rất là láng này các bạn. Lâm sẽ làm thử cái bẫy cò ke đặt ngay cho có miệng ha, lỗ này coi nó có bò không nha, gan không nha các bạn. Nếu bạn di chuyển vào nơi khu vực như thế này thì trước tiên bạn hãy quan sát thật kỹ những cái lối đi và những cái tiếng động trong nơi khu vực này các bạn. Tại vì trong rừng những cái sinh vật đang sống nơi này là không có bà con như chúng ta đâu, bạn hãy cẩn thận. Cho nên Lâm đi lúc nào cũng có một cái gọi là cây bạn đồng hành, video clip với Lâm. Bây giờ Lâm phải tìm một nơi để xây, một nơi để trú ẩn. Chuyến này phải thử thách bản thân mình trong vòng 5 ngày nữa nha các bạn. Mong các bạn hãy theo dõi và Lâm làm thế nào để tồn tại nơi khu rừng dày đặc này các bạn. Các bạn hãy lắng nghe những cái tiếng âm thanh những động vật sống trong rừng nha các bạn.
âm thanh nó gần cái bên mà thật sự là nhìn ông thấy những con động vật gì nó đang kêu nè các bạn. Các bạn, sau một hồi di chuyển trong khu rừng này thì Lâm cũng đã tìm thấy được một nơi có nước. Đây là một dòng sông nhỏ đầy cỏ, và tất cả hai bên sông này đều bị bao phủ xung quanh gọi là rừng. Nhưng mà trước tiên tốt nhất để các bạn tìm được một nơi trú ẩn và cắm trại thử thách bản thân mình, phải tìm được cái nguồn nước như thế này các bạn. Đây là xung quanh những bờ sông các bạn. Có thể có dừa nước, nếu bạn có đói có thể là kiếm trái dừa nước lót dạ cũng được. Mừng nhờ ăn nhiều thì không tốt nha các bạn. Đây Lâm sẽ quay tất cả xung quanh những cái bờ sông này cho các bạn xem. Toàn rừng không các bạn. Chằng chịt lắm các bạn. Nhưng mà các bạn đi vô nơi này thì các bạn hãy cẩn thận những loại kiến nẻ, nó nẻ rất là đau nha các bạn. Tại vì cái chân quay của Lâm đôi lúc nó bị mình kéo bằng tay, đôi lúc nó bị chịt, nó hơi bị giật màn hình, nó mong các bạn thông cảm. Và các bạn hãy cố gắng theo dõi Lâm tồn tại trong 5 ngày trong khu vực rừng này như thế nào các bạn. Mong các bạn xem được cái kênh Thạch Hai này, các bạn hãy đăng ký và nhớ share và like ủng hộ thật là nhiều để tinh thần của Lâm phấn chấn hơn và phấn khởi hơn để làm những video sau nó sẽ hay hơn nữa và độc lạ hơn nữa nha các bạn. Sau một hơi tính toán suy nghĩ thì dạo gần khu vực này thì Lâm quyết định Lâm sẽ xây một nơi trú ẩn tại nơi đây. Tại vì ở trên đây nó có một cái dòng sông, có thể mình xây một cái nhà sàn trên đây mà mình có thể mình bắt ốc hoặc mình câu cá và mình kiếm những cái thực phẩm khác trên khu rừng này, có thể mình tồn tại trong 5 ngày các bạn. Bây giờ Lâm sẽ bắt tay vào việc xây một cái nhà sàn trên tại cái bến sông nhỏ này. Đầy nghịch, đầy đặt một bình và những gừng gặm nha các bạn. Bắt đầu Lâm sẽ bắt tay vào công việc của Lâm. Các bạn, một trường hợp bạn muốn đi cắm trại sinh tồn và xây một nơi trú ẩn để mà dã ngoại gì đó, các bạn phải biết lợi dụng những gì đang có chung khu vực này, chẳng hạn như lâm, sợi dây hoặc những các cây nào có thể làm nơi trú ẩn được, đều mình lấy cái chỗ nào gần nhất để mình làm cho nó đỡ mệt các bạn.
công việc nãy giờ thì Lâm đã làm gần xong cái sàn các bạn. Tại vì mình làm bằng cái nhánh cái cây dừa nước này tạm thời mình ở có mấy bữa thôi, mình không cần thiết phải chặt cái cây gỗ này các bạn. Mình lót như sau để mà có chỗ sinh hoạt và có chỗ ngủ lại. Nha. Sau một hồi tích cực trong công việc làm thì Lâm cũng đã làm xong cái sàn, có thể tối nay ngủ được rồi cả nhà. Rất là cứng cáp, nhưng mà cái này đặc biệt là cái hạn sử dụng nó là không quá 10 ngày cả nhà. Hạn sử dụng này là khoảng 8 ngày là nó teo rồi, cho nên là thử thách cắm trại nơi đây chỉ 5 ngày thôi. Nếu mà 10 ngày là ngồi trên cái này là nó teo lại cả nhà, nó sẽ tạo ra cái kẽ hở. Mong cả nhà nếu có xem được cái kênh Thạch Hai này, cả nhà hãy đăng ký, share và like ủng hộ cho tinh thần của Lâm nha. Tối rồi cả nhà. Chặt dừa nước ăn lót dạ. Giờ thử có bài dừa nước coi vừa ăn không. Rồi thế này là ăn không được cả nhà, cứng như đá luôn, đói luôn. Tưởng đâu nó vừa ăn mà cuối cùng về sẽ ăn được, giống trái tim quá. Các bạn, Lâm đã ăn xong cái thảm để nằm tạm thời ở chung tối đêm nay các bạn. Đây, bếp thì Lâm cũng đã làm xong. Mồi lên này nướng thôi các bạn. Các bạn, Lâm có đem một cái tay lưới khủng lại giăng thử thôi. Nhưng mà cái dòng sông này cá nhiều quá, hình như nó có dính một con á các bạn. Chắc có thể là bự lắm đây. Rồi đây các bạn, con cá này nó quen thuộc với video clip quá các bạn. Chiếc máy bay. Các bạn, vậy là trong ngày hôm nay Lâm đã có mồi rồi các bạn. Đây, con cá gần bằng cái mặt của Lâm luôn các bạn. Thưa cả nhà, hôm nay chắc Lâm bị dướng đá mưa rồi cả nhà. Mới làm xong bếp nhưng mà chưa có nướng được cá để ăn, để cho cả nhà coi nó đen thui tù đồ hết trơn luôn. Chuyến này chắc không xong rồi đại dương ơi quá. Chuyến này tối hôm nay chắc lạnh quá cả nhà, nhưng phải cố gắng vượt qua để mà vượt qua cái lòng can đảm và dũng cảm của mình, phải trú ngụ nơi đây đúng 5 ngày mới về cả nhà. Mưa tới rồi cả nhà ơi, mà nơi trú ẩn thì làm chưa xong, giờ tạm thời lấy một cái tấm áo mưa che ở trên nha. Nếu mà có xem được kênh Tiểu Thạch số 2, nhớ đăng ký ủng hộ tinh thần cho Lâm nha. Con cá dính lưới hồi nãy mình gỡ mình rộng nè cả nhà. Đây, mình cột sợi dây nó giống như là cọc trâu vậy đó. Đây một con nữa nè cả nhà. Còn một con thì mình đang làm treo lủng lẳng kia.
chưa có nướng được, cả nhà mưa tới rồi. À, nhóm lửa nướng con này cả nhà ơi. Một chút xíu nướng chín là mời cả nhà cùng ăn với Long nha. Cả nhà, mời cả nhà cùng ăn, mưa lớn quá cả nhà, rớt rồi trời, nhảy xuống rồi, nướng trên lưỡi dao luôn cả nhà. À, cả nhà ơi, à, cái trời chưa có hoàn thiện cho nên tối hôm nay là phải chịu trận rồi. À, Lâm cũng đã ăn xong rồi, một xíu nữa sẽ ngủ, ngày mai sẽ sửa lại, làm lại gách và lại đàng hoàng hết. Bye bye cả nhà, mong cả nhà hãy theo dõi và đăng ký kênh ủng hộ tinh thần của Lâm. Lâm xin phép kết thúc video đây, tại vì máy cũng đã gần hết pin rồi cả nhà. Có đem theo một sạc để tắt sạc rồi ngủ luôn cả nhà. Bữa nay thì chịu trận rồi cả nhà. Bye bye cả nhà.